Thưa quý vị, trong đợt mưa lớn ngày 14 tháng 10 vừa qua, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu là địa phương chịu thiệt hại nặng với nhiều khu vực bị ngập sâu và sạt lở. Trong đó, Nghĩa Trang, Khe Cái cũng sạt lở khá nghiêm trọng, khiến hàng trăm ngôi mộ bị đất đá vùi lấp. Hiện nay, địa phương đang huy động các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả tại đây. Đây là khu vực nằm trong khuôn viên Nghĩa Trang, Khe Cái bị sạt lở trong đợt mưa lũ giữa tháng 10 vừa qua. Mưa lớn, nước chảy xiết khiến đất đá tràn xuống các phần mộ ở khu vực này. Cùng với nhiều hộ khác, hàng chục ngôi mộ trong nghĩa trang gia tộc của người đàn ông này cũng bị vùi lấp, phải nhờ sự hỗ trợ từ lực lượng vũ trang để thu dọn lại. Qua cái tầng lũ vừa qua thì sự quá khủng khiếp, vì ảnh hưởng đến toàn bộ phần nó bồi lấp xuống cái phần mộ vũ trang của cái địa phương ở đây. Thế không có lực lượng được vận động và nhân quân như thế này thì thực sự là gia đình cũng như là gia tộc không tài nào mà dọn dẹp toàn bộ cái phần mộ đất mà cái bồi lấp ở trong vừa qua. Đợt mưa lũ vừa qua khiến khu vực này bị sạt lở nghiêm trọng và đã có hơn 450 ngôi mộ bị đất đá tràn xuống vùi lấp. Sau khi kiểm tra thực tế, thì phường Hòa Khánh Nam đã nhanh chóng huy động các lực lượng tham gia hỗ trợ người dân thu dọn đất đá tại các phần mộ cũng như khắc phục các điểm sạt lở trong khu vực. Đơn vị đã cắt cử lực lượng quân số là 15 đồng chí để tiến hành phối hợp với lực lượng địa phương nữa nạo vét các khu vực mộ bị vùi lấp ở đây. Các lực lượng quân đội cũng như là công an, đặc biệt là đoàn viên thanh niên và các bộ phường tập trung các lực lượng để khắc phục sạt lở. Trước mắt thì chúng tôi sẽ thu dọn những cái sạt lở tại các khu vực mộ trước, sau đó là sẽ đến các khu đất trống. Dự kiến thì số lượng khoảng là trên 1.000 mét khối đất đá cần dọn, và số lượng ngày để làm dọn dẹp này thì khoảng là 10 ngày. Với mỗi ngày bình quân thì chúng tôi có 100 lực lượng chiến sĩ tham gia ở đây.